Trước tiên chúc mừng anh được trả tự do. Vì anh đã bị tù quan 15 năm, chúng tôi sẽ cấp trả tiền lương bao nhiêu năm qua cho anh. Có biết anh còn gì cần giúp đỡ hay là không? Tôi muốn làm đơn làm cảnh sát. Tôi muốn anh theo dõi đồng phạm của tôi. Nếu như anh có làm gì sai trái, lập tức bao nhiêu tù. Anh đừng làm vậy nha. Nếu không, tôi nhất định bắt anh phải hối hận. Nếu cô còn đi theo tôi, tôi sợ tôi hối hận trước của tôi. Chuyện tôi có sự thật chỉ có tao và mày biết, không ai biết nữa.